Rồi, Thế Giới Cây Nho xin chào các anh chị. Thì hôm nay nhiều anh chị hỏi là quá trình tạo ra cây nho ghép như thế nào để cho mọi người hiểu rõ hơn. Thì hôm nay em sẽ cho mọi người xem rõ hơn về để tạo ra một cây nho ghép như trước mặt các anh chị ha. Và như các anh chị nhận cây đó. Đó, thì cây nó sẽ như thế nào để tạo ra được. Nhiều nơi người ta thấy mình quay thì người ta kêu ngu sao quay không giấu nghề đồ. Đó, còn đây thì nó khá đơn giản thôi. Cái này là chủ yếu mình chia sẻ để cho các anh chị các tỉnh, nếu trồng phải trúng cây nho dại thì mình còn có cái gì đó để khắc phục ha. Đó, đây. Rồi, em các anh chị cùng xem để tạo ra một cây nho ghép nó như sẽ như thế nào. Đây là những cái cây nho dại nó được ươm lên như thế này. Rất là nhỏ, toàn bộ là nho dại hết. Đó, đây mọi người thấy chưa, nho dại là nho này là không có trồng ra trái được, nho này là trồng nó không có ra trái đó. Nhiều nơi người ta nhập những cái này về, người ta bán thẳng luôn rồi cho mọi người, người ta không biết là trồng nó ra lá, nó không có ra trái đâu. Đó, rất tốt luôn. Đó, như thế này đó, mọi người thấy không? Đó, và để tạo ra một cây nho ghép thì sẽ nuôi lớn cái này và bắt đầu ghép. Đây là những cái chậu. Đó, chậu này là để vào những cái bầu đất. Đó, để mình vô đất mình nuôi cái cây để đến tuổi mình ghép nó như trước mặt đây. Đó, như thế này. Đó, mọi người xem nha. Đây là đất để ươm cây rất là tươi xốp. Đất này là được trộn với tro trấu đốt, nó đen đen nè cho mọi người thấy nó như thế này. Đây là bắt đầu cho cây con vào nuôi tầm khoảng có hơn, bắt đầu một tháng rồi bắt đầu cho nó lớn, bắt đầu chỉ trồng. Đây xí bầu nè, bỏ vô mọi người thấy không, rễ rất là nhiều nên mọi người yên tâm. Đó, vào đất như thế này. Đó, xếp vào thẳng hàng như thế này, nuôi lớn. Nuôi cho nó lớn là bắt đầu ghép vào. Đây là từng công đoạn để tạo ra một cây nho ghép. Đó, và sau khi vô bầu như những giai đoạn trước thì nó nằm khoảng cỡ gần một tháng. Gần một tháng thì cây bắt đầu cao lần như thế này. Đó, rất là cao nè, mọi người thấy không? Toàn bộ là cây nho dại nha, và chưa được ghép và cũng chưa được bán được. Đó, ghép vào thì mới có trái được. Đó, và khi nó lớn như thế này thì bắt đầu mình chỉ chặn cái ngọn để cho bắt đầu cây không nuôi ngọn, không vươn ngọn được nữa. Bắt đầu cây nó sẽ nuôi cái thân để cho mập lên để mình ghép được ha. Như thế này thì sau một thời gian là bắt đầu mình ghép. Rồi, sau một thời gian là bắt đầu mình ghép như thế này. Đó, mọi người thấy rõ không? Bắt đầu là mình sẽ ghép cây nho, hơm của nho ăn quả vào cái gốc của cây nho dại. Đó, để cây nho này nó được có trái, đậu trái, trái ngọt. Rồi, sau khi ghép thì được khoảng có 10 ngày đến 15 ngày thì bắt đầu nó sẽ nhú mầm như thế này. Đó, nó nhú mầm rõ như thế này là mình đã ghép thành công. Đó, đây là sau gần 20 ngày thì bắt đầu nó sẽ thấy nhú mầm rõ hơn cho mọi người. Đây, nhú rất là rõ ha. Và nó chưa hình thành lá rõ cho mọi người xem. Và sau hơn 20 ngày là bắt đầu nó sẽ hình thành lá rõ đây nha mọi người xem. Như thế này. Đó, clip này sẽ cho mọi người thấy rõ về cây nho ghép, để tạo ra một cây nho ghép gửi đến cho các anh chị như thế nào. Đó, và sau đó vài hôm mà nó sẽ hình thành lá rõ như thế này, và khoảng cỡ một tuần nữa là bắt đầu xuất giống. Đó là gửi đi xa được khi mà nó hình thành khoảng 4 đến 5 lá như thế này. Sau một thời gian là đã nuôi dưỡng cây hoàn toàn thì cây nó đã như thế này, được 4 đến 5 lá là bắt đầu xuất giống nè. Đó, nó cỡ này là mọi người đặt mua là em sẽ gửi hàng toàn quốc nè. Đó,
đây là toàn bộ từ đầu cho đến cuối để tạo ra một cây nho ghép cho mọi người cùng xem. Rồi, nếu có thắc mắc gì mọi người liên hệ 056 8583 707, em xài Zalo số điện thoại này luôn. Đó, tư vấn cho mọi người về cây nho trong quá trình trồng. Rồi, thế giới cây nho xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những clip tiếp theo. Nhớ like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những clip nào về cây nho. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Thế giới cây nho kính chào quý khách. Tự hào là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực nho. Chúng tôi chuyên cung cấp cây nho giống, phân bón cho nho, tư vấn thiết kế trồng nho sân thượng, quanh vườn với phương châm uy tín, chất lượng, thương hiệu cùng đội ngũ nhân. Thế giới cây nho kính chào quý khách. Tự hào là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực nho. Chúng tôi chuyên cung cấp cây nho giống, phân bón cho nho, tư vấn thiết kế trồng nho sân thượng, quanh vườn với phương châm uy tín, chất lượng, thương hiệu.